Nghi Kinh ở dưới xuôi thổi bánh chưng vào 30 Tết thì những người hâm mông ở Mộc Châu lại dã bánh dày. Dã bánh dày là công việc khá nặng nhọc, thế nên mọi người ở trong bản thường đổi công cho nhau. Và chúng tôi sẽ di chuyển sang một nhà khác để giúp họ dã bánh dày. Mình đi được anh. Và mỗi dịp Tết đến thì những người phụ nữ hơ mông thường tự tay mình may những chiếc váy mới, những chiếc quần áo mới cho trẻ con cũng như những người thân ở trong gia đình. Chị ơi, chị may cái váy này đã được lâu chưa? Đã được gần 3 tháng nay rồi. Sao mà may lâu như vậy? Bởi vì khó. Con gái đã có áo váy mới chưa? Có. Thế Tết nhớ mặc váy đi chơi nhá. Chị ơi, may váy như thế này thì đàn ông có may không? Chỉ phụ nữ may áo cho đàn ông thôi, đàn ông không may. Ở dưới xuôi là nhiều con trai đi làm thợ may giỏi lắm. Chị may 1-2 mũi xong rồi cho em nhìn lên mắt trước. Ôi, lại tốt chứ. Ở nhà em cũng hay sâu chỉ cho mẹ lắm. Chảy cả nước mắt rồi mà không sâu được cái kim. Chị sâu được ngay rồi đấy hả? Vâng. Em thử tiếp nào. Ai, đau quá. Lạnh quá nên tay bị run. Tay run, kim nó đâm vào tay mất rồi. Thôi em gửi lại chị đau. Trong những ngày đầu năm thì người Hơ Mông thường kiêng không bổ củi. Do đó họ phải làm công việc này từ trước. Và tôi đang làm công việc bổ củi này với anh Hồ A Hơ. Các bạn nhìn thấy cái tấm củi của tôi, nó đã bị nát hết cả ra rồi. Bởi vì có lẽ là khi mà mình bổ củi, mình phải chú ý là chọn đúng cái thớ. Như vậy thì làm sẽ nhanh hơn. Ấy. Wow. Cuối cùng thành công. Bổ đến mấy chục phát mới vỡ được cái thanh củi này. Rất là cứng. Lần đầu tiên tôi bổ củi, chưa quen nên tay đang bị đau hết cả hai tay rồi. Trời lại rất là lạnh nữa. Nhưng không sao, làm thêm một lúc nữa là sẽ quen ngay. Chú đi cắt tre về đấy ạ. Dọn dẹp nhà cửa đầu năm thì nhất thiết là phải dùng lá tre và cành tre. Và tôi đang cùng với các bạn là người Hơ Mông đi lấy lá tre. Xem ra là việc chặt lá tre này dễ hơn là so với bổ củi. Chỉ một lúc mà tôi đã thu gom được tương đối nhiều rồi. Các bạn ở dưới đỡ lá tre giúp mình nhá. Sau khi chúng tôi lấy lá tre về rồi thì việc bó lá tre lại và quét bụi trong nhà sẽ thuộc về những người lớn tuổi. Thì khi kia chủ cảm thu việc thì chú đang vừa quét vừa nói một câu gì đó bằng tiếng Hơ Mông mà tôi không hiểu. Lát tôi sẽ hỏi xem sao. Chú ơi, con thấy chú nói nhiều câu bằng tiếng Hơ Mông phải không? Ý nghĩa là như thế nào? Làm cũ đã qua rồi, năm mới thì về làm ăn chăn nuôi gà lợn, chăn ít cũng phải được nhiều, chăn nhiều cũng phải được nhiều thêm nữa. Nếu nhìn qua thì nhiều người không biết được rằng anh đây đang làm công việc của một thợ mộc, thế nhưng không phải là như vậy đâu. Anh đang đục giấy đúng không? Vâng ạ. Tại sao lại làm như vậy anh? Cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mông thì tôi đến ngày Tết là chúng tôi sẽ đục cái mới để thay cho cái bàn thờ của gia đình. Có thể thấy là những chàng trai người Hơ Mông thì không chỉ làm những công việc nặng nhọc khi mà Tết đến mà họ còn làm cả những công việc đòi hỏi sự khéo léo nữa. Và tôi sẽ thử làm một chàng trai Hơ Mông xem thế nào. Đây là thành quả của tôi, hai hàng này là do tôi đục đây. Có mỗi một điều là hơi bị lệch một chút, khoảng cách rất là gần nhau. Nếu mà tôi đục tiếp là dễ bị rách cái tờ giấy này, thế nên gửi lại cho anh. Những tấm giấy được đục hoa văn và trang trí rất đẹp, được ví như là quần áo một con người mặc khi bắt đầu năm mới. Vậy là sau một ngày tôi học được thêm rất nhiều những điều mới mẻ và lạ lẫm về phong tục đón Tết của người Hơ Mông. Hãy cùng với tôi tìm hiểu thêm về cách mà họ đón giao thừa trong phần 2 của chương trình S Việt Nam.